Xin chào anh chị và các bạn, mình tên là Thái Thùy Ngân, mình hiện đang là chuyên viên làm đẹp có Oriflame. Ngân rất vui được giới thiệu đến các bạn một trong những dòng sản phẩm chăm sóc da chủ lực của Oriflame, dòng sản phẩm Novay Ecolagen. Khi nhắc đến dòng sản phẩm Novay, chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua những nghiên cứu tuyệt vời của các chuyên gia khoa học của Oriflame. Nghiên cứu iReflect đã có hơn 1.000 phụ nữ tình nguyện tham gia nghiên cứu này, và họ đã được chụp hình trên những thiết bị chuyên dụng để có thể xác định được làn da mặt của họ và đánh giá độ tuổi. Sau đó thì 1.000 bức hình này sẽ được so sánh 23 dấu hiệu lão hóa và được phân loại bởi các chuyên gia mỹ phẩm và cuối cùng được đánh giá bởi hội đồng độc lập. Và chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu lão hóa này thể hiện một cách rất rõ rệt trên những thiết bị chuyên dụng khoa học. Những người tình nguyện tham gia nghiên cứu này, họ đã được những thiết bị chuyên dụng quét trên da để có được một cái độ chính xác cao về những dấu hiệu lão hóa. Và những dấu hiệu lão hóa này sẽ thay đổi theo từng độ tuổi. Và bằng mắt thường thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất ở vùng xương hàm và vùng trên môi. Những dấu hiệu lão hóa này sẽ thay đổi theo từng thời kỳ khác nhau. Sau đó, họ nhìn thấy rằng cứ 5 người thì có 4 người trông không đúng với tuổi thật của mình. Và vì sao họ lại đưa ra những công cụ thử nghiệm như thế này? Vì họ muốn tìm ra những dấu hiệu lão hóa trên làn da và dựa trên cơ sở đó để họ nghiên cứu và đưa ra những phương pháp phục hồi cho làn da bạn. Nhờ vào cuộc nghiên cứu iReflect, cuối cùng cũng đã có kết luận như sau. Da của chúng ta có 12 dấu hiệu lão hóa chính phản ánh độ tuổi của chúng ta và được phân thành 5 nhóm da chính như sau. Nhóm thứ nhất, độ sáng, da xỉn màu. Nhóm thứ hai, kết cấu, lỗ chân lông to, da sần sùi. Nhóm thứ ba, sắc da, da không đều màu, nám sạm, mẩn đỏ. Nhóm thứ tư, nếp nhăn. Thường nếp nhăn sẽ xuất hiện ở vùng trán, giữa hai chân mày, vết chân chim, vùng da quanh mắt và vùng da trên môi. Và nhóm thứ năm, đó là độ săn chắc, da sẽ bị chảy xệ. Anh chị và các bạn không cần phải lo lắng nhé, vì với dòng sản phẩm Novay sẽ giải quyết và cải thiện những vấn đề da trong 5 nhóm da chính này. Và khi nói đến Novay, chúng ta không thể nào bỏ qua 3 yếu tố chính đặc biệt trong dòng sản phẩm Novay. Thứ nhất, xác định và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa da. Thứ hai, ứng dụng khoa học tiên tiến và tích hợp công nghệ hiện đại từ chiết xuất tế bào gốc thực vật tự nhiên. Thứ ba, đó là dòng sản phẩm đã được khoa học chứng minh hiệu quả vượt trội. Nói đến vấn đề về lão hóa da thì đây là cả một hành trình. Và dấu hiệu đầu tiên thể hiện rõ rệt dấu hiệu lão hóa đó chính là nếp nhăn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao nếp nhăn xuất hiện nhé. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về collagen và elastin đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cấu trúc da. Collagen là gì? Collagen là một loại protein chiếm đến 25% lượng protein của cơ thể. Và collagen có dạng sợi, được tìm thấy trong các mô liên kết và có chức năng như một chất keo dính giúp kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Ở dưới da, collagen chiếm đến 70% cấu trúc da, tập trung nhiều nhất ở lớp hạ bì và tác dụng của nó là tạo sự săn chắc và căng mịn cho làn da, giúp vết thương mau lành. Vậy còn elastin là gì? Elastin giống như collagen, elastin cũng là một loại protein được tìm thấy trong các mô liên kết, có tác dụng kết nối các tế bào. Tuy nhiên, nếu collagen là những sợi rất mạnh, có khả năng chống đỡ giúp làn da luôn căng và săn chắc, thì elastin lại là những sợi dẻo dai được ví như chất cao su giúp cho làn da có độ đàn hồi. Và collagen và elastin, chúng là những cái sợi tạo keo, chúng đang chặt chẽ lại với nhau để tạo nên một lớp bì thật săn chắc, để chống đỡ cho làn da của chúng ta trở nên săn chắc, căng mịn màng và đàn hồi tốt. Tuy nhiên, theo tiến trình lão hóa, do ảnh hưởng từ các gốc tự do xuất hiện và các gốc tự do xuất phát từ những tác nhân gây hại cho làn da đến từ bên ngoài môi trường và lẫn bên trong cơ thể của chúng ta, da của chúng ta sẽ dần mất đi sự cân bằng. Vì quá trình sản sinh collagen sẽ diễn ra chậm hơn, trong khi lượng collagen bên trong da suy giảm vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn diễn ra nhanh hơn, và dẫn đến là kết quả sự thiếu hụt collagen bên dưới da. Sau đó, các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện một cách rõ rệt hơn. Vậy, giải pháp dành cho sự suy giảm collagen dẫn đến các nếp nhăn xuất hiện
Đó chính là bộ sản phẩm chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu, giúp ngăn ngừa nếp nhăn hàng đầu của Oriflame đã trở lại với bao bì mới cùng công thức cải tiến. Với không chỉ một mà có đến hai công nghệ giúp tăng cường collagen, sử dụng thành phần thiên nhiên kết hợp cùng khoa học tiên tiến, Novae Ecolagen giúp làm đầy nếp nhăn từ bên trong và được khoa học chứng minh có hiệu quả làm mờ nếp nhăn đến 33% và làm tăng cường sản xuất collagen lên đến 200%. Công nghệ đầu tiên được chúng tôi giới thiệu sẽ là Tripeptic, một trong những công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền bởi Oriflame. Vậy peptic là gì? Được gọi là cuộc cách mạng trong ngành mỹ phẩm làm đẹp, và xét về cấu trúc thì peptic có thể hiểu là một phần nhỏ của protein và là chuỗi các acid amin với kích thước vô cùng nhỏ, vì vậy dễ dàng thẩm thấu sâu đến từng tế bào, phục hồi và nuôi dưỡng những tế bào biểu bì bị tổn thương, phát tín hiệu để nhằm thúc đẩy sản sinh collagen một cách hiệu quả. Đến từ Oriflame, phức hợp tripeptic là sự kết hợp của 3 loại peptic từ thực vật giúp tăng cường vẻ đẹp của làn da. Thứ nhất, một loại peptic năng lượng chiết xuất từ gạo đã được chứng minh làm tăng nguồn năng lượng cần thiết để các tế bào thực hiện chức năng phục hồi da. Thứ hai, một loại peptic collagen, một trong những thành phần hoạt chất tạo thành từ công nghệ sinh học có nguồn gốc từ nấm men, giúp làm tăng khả năng tổng hợp nhiều loại collagen dưới da. Thứ ba, một loại peptic chống oxy hóa, chiết xuất từ lúa mì, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa sự tổn thương DNA trong tế bào do sự tác động từ các tia UV có hại, từ đó giúp ngăn ngừa lão hóa da và sự xuất hiện của các nếp nhăn. Và cơ chế tác động của phức hợp tripeptic, chúng sẽ hoạt động tương hỗ nhằm mang lại hiệu quả tăng cường collagen một cách vượt trội. Khi các loại peptic có nguồn gốc từ thực vật này, chúng kết hợp lại với nhau, chúng sẽ mang lại hiệu quả tăng cường collagen cao hơn so với khi hoạt động độc lập, cho bạn một làn da mịn màng hơn cùng với các nếp nhăn được mờ đi trông thấy. Ngoài ứng dụng khoa học tiên tiến Ngân vừa chia sẻ với các bạn, thì bên cạnh đó, Novae Ecolagen còn kết hợp công nghệ hiện đại chiết xuất từ tế bào gốc thực vật của Solanacea từ cây họ cà, và chiết xuất từ tế bào gốc thực vật từ cây họ cà có cơ chế tác động như thế nào? Đây là thành phần tinh tiến nhất trong tế bào thực vật. Thông qua những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh học, các chuyên gia khoa học của Oriflame họ đã nghiên cứu hàng nghìn loại thực vật để tìm ra những tế bào có đặc tính chống oxy hóa cao, sau đó phân tách những hợp chất mạnh mẽ nhất để tạo nên chiết xuất từ tế bào gốc thực vật. Và chiết xuất từ tế bào gốc thực vật của cây họ cà sẽ hỗ trợ khôi phục cấu trúc của khuôn nền ngoại bào bằng cách kích thích tăng cường sản sinh collagen và ức chế các enzyme làm suy giảm lượng collagen bên dưới da. Trên thực tế, chiết xuất này được khoa học chứng minh có khả năng tăng cường sản sinh collagen lên đến 200% và nó có tác dụng làm đầy nếp nhăn từ sâu bên trong da. Do đó, bạn sẽ nhìn thấy các nếp nhăn trên da của bạn sẽ mờ đi rõ rệt. Như tất cả những dòng sản phẩm chăm sóc da khác, Novae Ecolagen trước khi đến tay người tiêu dùng cũng đã được thử nghiệm trước trên những người tình nguyện viên dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Viện Da Liễu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Và sau 12 tuần sử dụng thì các chuyên gia khoa học họ nhìn thấy rằng hiệu quả mang đến những nếp nhăn trên làn da được giảm hẳn rõ rệt đến 33% và được khoa học chứng minh là tăng cường sản xuất collagen lên đến 200%. Và Ngân xin rút lại cho các bạn dòng sản phẩm chăm sóc da lão hóa Novae Ecolagen. Đây là dòng sản phẩm sẽ dành cho nhu cầu da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và sự suy giảm collagen sẽ giúp phục hồi và cải thiện cho nhu cầu da này. Bên cạnh đó, với sự xuất hiện quay trở lại của Novae Ecolagen, một diện mạo hoàn toàn mới và được kết hợp ứng dụng khoa học tiên tiến cùng với công nghệ hiện đại sẽ hoàn toàn thay đổi cách nhìn của bạn về chăm sóc da lão hóa, giúp cải thiện nếp nhăn 33% sau 12 tuần sử dụng và đồng thời tăng cường sản xuất collagen bên dưới da lên đến 200% như Ngân đã chia sẻ với các bạn. Vậy khi chăm sóc, hy vọng các bạn sẽ sử dụng trọn bộ, vì sử dụng trọn bộ sẽ mang đến hiệu quả cao hơn gấp 7 lần so với việc mà các bạn chăm sóc riêng lẻ từng sản phẩm. Với trọn bộ, Novae Ecolagen sẽ bao gồm tất cả là 6 sản phẩm làm sạch, nước cân bằng, kem dưỡng da vùng mắt, tinh chất,
kem dưỡng ban ngày và kem dưỡng ban đêm. It's a dangerous fantasy, sets me free. It's where I wanna be. And her hair blows like a lighter in the wind, and I'll lose my senses, baby. Gets under my skin when she speaks. She's all I'll ever need, she sets me free. Tumbling to the ground when she speaks. It's a dangerous fantasy, sets me free. Where I wanna be. She sets me free. Where I wanna be, she sets me free. Đó là tất cả những thông tin thú vị về dòng sản phẩm chăm sóc da Novae Ecolagen. Hy vọng là các bạn hãy bắt đầu chăm sóc da để có thể duy trì một làn da tươi trẻ. Sau cùng, chúc cho các bạn luôn xinh đẹp và thành công với Oriflame. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau nhé.